Đó, cái nhà thấy không? Đó, cái nhà thấy không? Cá rất là nhiều luôn cả nhà. Cái nhà đây là cái con cá ép mà mình đã vừa mới câu lên nha. Cá ép á. Nói chung là có con một cả nhà, với lại mình thấy nó chưa được hấp dẫn, chưa được ngon nên mình không có quay nhiều. Nên bây giờ mình sẽ mua, mình sẽ bắt đầu làm cái sừng cù này. Cái nhà ơi, mà cái nhà cùng thưởng thức với mình cái cây sườn của con cua. Hello, xin chào mọi người nha. Cả nhà hôm nay thì xin lại tiếp tục cùng với hai thằng em mình đi ra ghe để câu con cá ép lên. Cái con ép này bữa trước mình câu không được, bây giờ hôm nay mình quyết định sẽ cùng với hai đứa em mình câu cái loại cá này lên để cho cả nhà cùng xem nó. Nói chung là nó như con cá bớp, con cá bớp cả nhà. Nó tự nhưng mà cái đầu của trên của nó thì có cái đồ ép vô cái bè ghe đó. Với là sáng hôm nay thì trời giông gió quá, nước vừa mới tạnh. Ông vượng của mình ông đậu, ông chạy về đây, ông neo ghe mấy ngày. Và sẵn hôm nay mình cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng cái hầm mồi của ông cậu nhà, cá rất là nhiều. Đã lắm cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó, cả nhà thấy không? Cá rất là nhiều luôn cả nhà. Đó, đây là loại cá chỉ dùng để câu cá thu, cá bóp. Đó, cả nhà thấy không? Rồi thả xuống đây để chết. Cá này là ông vượng mình đó, là để dùng làm mồi. Là mồi câu cá bớp mà cả nhà. Cá bớp hoặc là cá thu, thường thường là câu cá thu là nhiều nhất. Đó. Cá, cá rất là nhiều. Đây là hai cái hầm mồi của ông vượng mình. Nói chung là hôm nay vô tình thì mình ra đây mình thấy được. Đó. Hầm nào cũng nhiều hết á. Bỏ lá vô để cho nó mọc rong lên để mà cho cá nó ăn như không có chết đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái này mấy năm số ký. Nó lên chứ 5 số ký anh xin. Cái này nó đưa qua đưa lại cái có oxy cho cá nó dễ sống rồi cả nhà. Thấy không? Cá quá trời luôn. Nó em mấy nước hay nhiều quá xin ha. Đây là cá chỉ nghe nha. Đó, cá chỉ. Cá này cá thu rất là thích nha. Mọi là mồi cá thu rất là thích. Như là cá nhồng nữa. Quá trời. Bữa nay nghe con làm xin ha. Cô, bữa nay nó ở dưới có mấy cái lớp nhóc luôn. Nè. Quá nhiều cả nhà. Đây là hai hầm cá của ông. Anh xin lấy con cá bự anh kia luôn. Đâu? Đó kìa. Mấy câu ở dưới là mấy cá bự á. Đây nè. Mấy cá bự ở đây anh thấy không? Đó là mấy con cá ngăn đó nha. Chắc là cá ngăn. Dớ anh thử không xin. Bự bự mà cá ngăn bự. Thì bữa nay anh xin. Bữa nay có cái rõ nè. Mấy con cá ngăn bằng kia luôn. Dạ. Cá ngăn ở dưới nữa nè. Nhắc luôn. Bây giờ là mấy anh em mình sẽ bắt đầu làm câu để câu cá ép lên cả nhà, để mình chiên hoặc là mình nướng gì đây cũng được. Chắc mình nghĩ là ngoài ra không cho nướng cả nhà, tại kiên cữu đó. Chắc mình sẽ chiên hoặc là làm cái gì đó ăn cả nhà, còn không đem vô bờ mình ăn. Nếu dính mực á tụi mình sẽ làm
mực ăn. Hôm nay trời mưa chắc cũng có nhiều mực lắm mọi người. Để mình câu mực thử coi có không. Để em làm kéo. Đem bánh gà. Cục đá này tí không ơi. Lấy tí không lấy cục đá này bỏ vô cái ca đi. Để uống. Ừ, làm đi. Đây là bột tôm cả nhà, đây là tôm rất là nhiều. Tôm cái này là mình đem ra đây để sẵn mình câu mực luôn. Hôm nay trời rất là âm u, mực rất là dễ xuất hiện để mà ăn nha cả nhà. Đó, trời mưa gió bão bùng mới đi qua là rất là nhiều mực, nhiều cá nữa. Đó thì kiếm ăn. Còn đây là đống tôm. Đống tôm này lấy trên nhà gì tiện hả? Anh mua vậy? Tôm này hả? Đây là lưỡi câu cả nhà, đây là lưỡi mình câu. Còn đây là tôm. Rất là nhiều tôm. Này, ống câu của anh có ai theo đâu. Chút nữa mình sẽ dùng chắc mình sẽ dùng cái rùa nha cả nhà để mình. Ống câu luôn nè. Giật giật lên thử có cá có mực không? Cái này nè, giật lên xuống nè. Anh xin. Anh lấy cái nhà em hả? Ừ, ở ngoài cho đó. Đâu? Ở ngoài cho mày không lấy thôi. Cái này của em luôn á. Dùng lấy một câu đi. Mưa rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ câu mực ha. Đó, mưa tới rồi. Rồi tí không lấy ra đi, rửa lại nha, để dơ nha. Sau cơn mưa trời là sẽ sáng. Đó cả nhà thấy không, mưa rất là nhiều. Đó, mưa này là cá cũng hơi mệt nè, bây giờ mình sẽ làm câu để mình câu coi coi. Để mình câu thử coi con cá ép có lên không cả nhà. Mình làm ha, đây, mình có đem theo một con mực. Mình tưởng đâu ngoài kia không có cá nhà, không có cá để làm mồi. Nên mình đem theo con mực để mình thủ thôi. Ờ đập đi, em nhớ rửa lại nha. Ờ nhớ rửa lại để nó dơ á. Đây là cái nhà, đây là cái con cá ép mà mình đã vừa mới câu lên nha. Đó cả nhà. Đó, cái nhà thấy không, giống cá bóp không? Đó, loại này giống cá bóp lắm. Đây, cái con cá này mình sẽ chắc là chiên hoặc nấu canh cũng ngon cả nhà. Nói chung là thịt của nó cũng không tệ đâu nha. Thịt của nó cũng giống như là con cá bóp vậy đó. Rất là ngon nha cả nhà. Tại vì nó hoạt động ở dưới ghe rất là nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ thả nó vô cái hầm mồi này, chút nữa mình lấy lên ha. Nó cắn hả? Ừ, nó cắn đó. Anh xin, à em có cá tiền, em có cá rồi. Để anh để nó vô đây. Rồi, để em không? Đó là hết xuống. Đó. Để nó xuống đi. Đây vậy đây. Xuống xíu nữa được. Đó rồi đó. Đó cho sống nè, đó cả nhà mình để cho sống nè. Mình sợ nó ra cái nó ăn mấy con cá. Dạ. Được. Chỉnh được không? Đó. Cái gì còn lại không? Để gì qua luôn ha. Cầm quẹo luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Giờ mình để gì ha. Trời, muốn con cá chưa đúng không? Đó, cả nhà thấy không? Quá dữ. Còn nó nhanh lắm. Con này chắc nữa mình sẽ làm cái gì đó. Dâu dây á. Nó không bự nha, nó không nhỏ luôn cả nhà. Nửa ký á. Con này chắc hơn nửa ký, nó cầm hơi nặng. Nó quá trời cá luôn. Nè cả nhà, bây giờ mình sẽ để nó vô trong cái này đi ha. Tại vì để dưới đây thì sợ nó làm chết mấy cá mồi của ông Dượng mình đó. Đó. Tại vì ông Dượng mình sắp ra khơi lại rồi. Cả nhà thấy không, nó giống như là con cá bóp với cả nhà thấy không, cái lượng nó y chang không. Mình nghĩ con này chắc là dòng họ của anh em cá bóp quá, nhìn cái lượng nó y chang nhau à. Nó khác nhau ở chỗ là cái đó, nó ép vào nhà thấy ép không à, nó có độ ép à. Đó. Đây gọi là cá ép luôn cả nhà. Cá này thấy trời, thịt nó dai quá, giống cá bóp ghê luôn trời ha. Cả nhà thấy không, nó y chang cá bóp vậy đó, quá dữ. Nghĩ chắc còn mấy con bự dưới nữa. Không, cả nhà thấy không, nó giống như một cái bàn chải đang răng nha. Đó. Trơn rồi. Rồi giờ mình bỏ vô đây đi ha. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Giờ mình sẽ câu thêm, coi thử coi còn những con nào nữa. Không. Thank you.
cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin sẽ bù lại cho cả nhà một cái món ăn kế tiếp, đó là cái món sườn cù mình vừa mới mua về, thì tầm có 1 ký gì đó. Đó thì nói chung là lần đầu tiên mà mình tự làm cái món sườn cù. Sườn cù thì mình cũng chưa ăn qua đó cả nhà. Đó thì bữa trước đó là mình đi ra cái chiếc du thuyền của ông cậu mình, không có câu được cái con không phải là không câu được, mà là cái con cá đó, con cá ép á. Nói chung là có con một cả nhà, với lại mình thấy nó chưa được hấp dẫn, chưa được ngon nên mình không có quay nhiều. Nên bây giờ mình sẽ mình sẽ bắt đầu làm cái sườn cù này. Nói chung là mình sẽ bắt đầu làm cái sườn cù, mình mua cái sườn cù này về để mình cùng với cả nhà thưởng thức xem. Nói chung là mình sẽ nghiên cứu thử coi mình nên nướng kiểu Pháp được không cả nhà. Thì để mình nướng cái sườn cù này ra để mình cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ vô bắt đầu cùng với con nhỏ em gái của mình để chế biến và ướp cái sườn cù này, và bắt đầu mình sẽ đem nướng nha. Còn cả nhà, bây giờ mình xin sẽ đi mua vài củ gừng với lại thêm vài lít rượu nha, vài xì rượu chứ, để mình ướp cái sườn cù này cho nó ngon cả nhà. Giờ mình đi nha. Mua gừng với lại rượu về để mình ngâm thịt cù đó nha. Phải có rượu mà được. Để xem cái thịt cù nó cũng giống như thỏ, nó hơi lòng. Giờ mình sẽ lấy cù ra để ướp nha. Đây là cù đó nha, đây là sườn cù. Cái này là cá rô nè, cá rô mà mình hay quay cho cả nhà xem, ai đã từng xem clip mình chắc biết ngay cái loại cá rô biển nè, rất là bự. Con này tầm cỡ 4 ký, không nhẹ đâu, 3 ký 4 ký. Đây, giờ đem sườn cù ra để mình này 1 ký. Không mà như cho ngoài hết mấy cây rồi. Đây là sườn mini cả nhà. Sườn cù mini. Đúng không? Nó mini nè. Đây là sườn cù mini. Nhưng mà mình nói có gì sai sót thì mấy bạn. Ừ. Đúng rồi, chung lần đầu tiên thì mình thưởng thức cái cù này cả nhà. Rồi, vậy đi cả nhà, giờ bắt đầu mình sẽ đợi nhỏ em mình làm này. Gần xong rồi ngâm ha, rửa không, rửa với rượu không, à, cử cái mùi là mùi lông của nó, hợp giữa gừng và rượu trắng 15 phút, cử từ 10 đến 15 phút. Thịt này á, thịt này nó giống như là con thỏ không, nó cũng hôi lông không, nó cũng hôi nha, hôi da đó nha, hôi lông của nó, hôi lông không khử là ăn nó hôi. Bây giờ mình sẽ đi đổ bên ga.
cái đồ ăn thôi. Sườn này em gái mình ướp xong rồi cả nhà. Mình ướp cho hơn tiếng này. Cử ra, mình cử mồ hôi. Ướp này nè. À cái này là cả nhà thông cảm nha, mình nhầm. Nói chung là em mình nói đây là đang cử cái mùi hôi lông của nó đó. Trong vòng 15 phút. Đó, hồi nãy là rửa, bây giờ mình cử trong vòng 15 phút nha. Đó. Còn cái này là ướp nè cả nhà. Đó. Đã chuẩn bị gia vị tất cả mọi thứ rồi. Giờ mình có bỏ ớt vô em, cần thêm ớt không? Cay hả? Không có bỏ nó kiểu đó. Giờ mình sẽ ướp ha, mình sẽ ngâm trong vòng tầm cỡ 15 phút đi cho nó giảm đi cái độ hôi đó cả nhà. Chứ trong lúc mà mình ăn á mà thấy nó hôi hôi thì khó thưởng thức lắm. Đó, khi mà mình giải quyết xong rồi mọi thứ rồi, đầu kia mình sẽ vớt nó lên và bắt đầu ngâm ướp nó qua đây trong vòng 1 tiếng. Thường ăn ướp là 1 tiếng à. Thường ăn ướp tới 1 tiếng cho nó thấm cho lâu. Lâu rồi. Ừ. Lâu rồi đó. Cả nhà ơi, cụ này mình xin được đính chính lại nha. Nói chung là nãy mình nói nhầm. Thì mình nghĩ là cụ này ướp trong vòng 1 tiếng. Khi mà mình hỏi lại mấy ông anh mình có nướng á, với lại có làm bên nhà hàng đó nha, thì ông anh mình có nói là cái này ướp trong vòng 3 đến 4 tiếng mới được. Mình chắc ướp tầm cỡ gần 3 tiếng đây ha. 3 tiếng thôi để cho nó thấm đó. Còn mấy nơi khác thì thường ta ướp cũng tầm cỡ 4 tiếng là cùng. 4 tiếng là nhiều nhất đó. Giờ sẽ bắt đầu cùng với em mình lấy cù ra và mình ướp dưới gia vị và ngâm trong vòng 3 tiếng thôi, 3 tiếng là được rồi. Để coi thịt cù để ngon nào. Mình đã bắt đầu ướp xong hết trơn đó nha. Mình sẽ để trong vòng gần 3 tiếng hoặc là 3 tiếng hơn đi. Rồi mình bắt đầu đem ra nướng nha cả nhà. Nói chung là mình sẽ còn nước chấm nữa. Giờ mình để vô tủ lạnh cắt đi nha. Mình sẽ nướng sườn cù ở đây nha cả nhà. Mình sẽ nướng sườn cù tại đây ha. Cảnh quá đẹp luôn cả nhà. Gió mát. Giờ này đang còn nắng lắm. Giờ này tầm cỡ 12 rưỡi rồi. Tầm cỡ 3 giờ nữa bắt đầu mình sẽ nướng ha. Thank you.
nấu ăn nhưng mà em ăn rất là nhiều. Đây có gì canh, có gì nói cho anh biết đây, anh cũng sợ canh không được. À, cả nhà hồi nãy giờ cả nhà cũng đã thấy mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để bắt đầu nướng thịt cừu. Đó, cừu này thì cả nhà nên nhớ là đừng bao giờ nướng kỹ quá nha. Nướng kỹ quá thì ăn nó sẽ không có ngon mà nó dai, với lại nó mất đi nhiều chất ngon của cái con cừu. Đó. Thì mình sẽ nướng hai bên cho nó đều. Đó, mỗi bên thì 10 phút. Đó, mình nướng cho nó đều để mình ăn cho nó ngon nha cả nhà. Trên chảo á thì trên cái bếp này thì mình có chắc thêm một cái dầu ăn để cho nó không có bị khét thịt đó cả nhà, để cho nó dễ nướng hơn. Đó. Thì bắt đầu mình mời cả nhà cùng nướng luôn nha. Thơm quá cả nhà, ngon quá. Đây là đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà mình làm cái món cừu này luôn á, nó cùng với đứa em mình. Quá thơm cả nhà. Bây giờ mình nó ngon ha. Mời cả nhà nha, bắt đầu mình sẽ thử cái món cừu này cả nhà. Đây, hai bên đã chín vừa đủ. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Quá ngon lắm mọi người ơi. Thật sự mà nói quá đã cả nhà. Nướng như vậy gọi là nướng chứ, chứ còn nó chín quá ăn nó dai nó dở. Thịt cừu lắm mọi nhà, ngon quá. Ok lắm mọi nhà. Ngon lắm mọi nhà. Nhưng mà nó không có mặn lắm, cũng vừa đủ ăn thôi đó. Quá đã. Tái không? Tái không? Ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Mình lấy cái cây mình ăn luôn. Mình đậu lại. Mình ngon ở nhà nha. Đúng rồi, tái. Ngon lắm mọi nhà ơi, quá đã. Mình ướp cũng hơn 3 tiếng. Cũng nó thấm. Thank you.
dưới này mình xin để lại cho ba mình ăn cả nhà. Mẹ mình thì không có thích ăn cù. Đây là cái món cù là lần đầu tiên mình và em mình tự tay làm và chế biến. Bây giờ mình sẽ đưa ra cho ba mình ăn nha. Cả nhà nha, đây là rượu của ba mình. Về uống cái rượu này còn gì bằng. Lộn lộn, thịt cô nó lộn. Phải không lên bơi tại vì con đang làm cái nhung nói mai là làm với ba nó trời ai làm nổi. Giống như giống như cái con thỏ cũng con thỏ cũng lâu. Tức là ăn tái xong rồi. Tốt hơn. Mày thấy bài rồi. Mình vừa nướng và vừa thưởng thức luôn cả nhà. Đó, mình vào cả nhà nha. Nằm trong đó mà nó thơm quá chết nổi. Ngủ cả nhà ơi. Thịt nó vừa đủ ăn đó nha. Nhưng mà mình không biết diễn tả sao, nhưng mà cảm giác của mình thấy là ăn nó ngon. Lấy tư một cây không? Nếu mà có bạn gì ăn, có tư ăn tư vàng. Đâu, cái tư nãy có đi xài giặt nó đó. Xài giặt hả? Xài giặt đi xin làm giúp cho ông Linh đó. Ông nói không có gì đặc biệt á. Ngon quá nhà. Đặc biệt giống cù nó ngon ướp nhưng mà cái nước chấm mà không ngon là thua. Tôi đi chơi rồi. Đi chơi nhiều sẽ đi mình. Đây nước chấm là cái nhà thấy chấm mình không? À, nước chấm của con nhỏ em mình nó làm. Tự giống như trong BBQ. Mời cả nhà nha, cả nhà ơi, mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái cây sườn của con cù này nha. Trời ơi. Đã rồi nha, ngon quá. Cả nhà mà. Nó đảo cả nhà ngon quá. Thì rất là đảo luôn. Chín rồi. Nó thơm sữa. Đảo nhà ngon quá. Thì gọi luôn cả nhà. Đây được gọi là cái sườn cù mini cả nhà. Sườn cù mini, sườn cù nướng mini. Ngon quá cả nhà. Là thôi anh em mình xin kết thúc tại đây nha. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh của Sinh nha. Cái món cù nướng này nha cả nhà. Đó. Cái này mình thiếu vụ vang thôi, chúng thôi là
nó có thể là cái màu nó sẽ khác hơn đó. Rồi, bây giờ mình xin tạm dừng tới đây, xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại nha. Tranh thủ ăn rồi cả nhà, cũng chưa có ăn cơm nữa. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm ủng hộ kênh của Sơn nha, bye bye.